Xin chào, tôi là dược sĩ Trang Nguyễn và hôm nay rất vui khi trở lại cùng tất cả các bạn cho chuyên mục làm đẹp ngày hôm nay. Các bạn hỏi Trang là phấn rôm có bắt nắng hay không? Thì Trang có 3 phần chính muốn gửi đến tất cả các bạn nhé. Đầu tiên chúng ta phải tìm hiểu về phấn rôm. Thứ hai chính là trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi phấn rôm có bắt nắng hay không. Và thứ ba, tác hại khôn lường khi sử dụng phấn rôm lên da mặt. Nếu như các bạn quan tâm về vấn đề này thì hãy tham khảo hết video mà Trang chia sẻ ngày hôm nay nhé. Và nếu video ngày hôm nay thật sự có ích cho bạn thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu phấn rôm có bắt nắng hay không cùng với Trang nào. Dường như các bạn thường sử dụng phấn rôm để trang điểm đúng không ạ? Và các bạn nói rằng phấn rôm mang đến cái hiệu quả trang điểm cực kỳ hiệu quả trên da của bạn, cũng như mang đến cho bạn cảm giác dễ chịu hơn và bạn cảm thấy an tâm cũng như an toàn cho chính làn da của mình bởi vì sản phẩm này dùng cho trẻ sơ sinh. Nhưng với video ngày hôm nay các bạn sẽ có một cái nhìn khái quát hơn bạn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về phấn rôm. Thành phần của phấn rôm thường chủ yếu là bột tan, muối axit cũng như là muối kẽm. Và những cái thành phần này thì nó có khả năng hút ẩm cực kỳ tốt. Và mọi người cứ nghĩ rằng hút ẩm là nó sẽ kiểm soát dầu nhờn trên da một cách hiệu quả, bởi vì những bạn da dầu rất thích sử dụng phấn rôm trên da bởi vì các bạn thấy bề mặt khô thoáng nè. Các bạn cứ nghĩ rằng nó đã kìm dầu rồi, nhưng thực chất thì không, bởi vì nó chỉ hút ẩm cho da của các bạn thôi chứ không có khả năng kìm dầu. Như vậy các bạn đã hiểu về phấn rôm rồi bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần thứ hai, phần các bạn mong đợi đây. Phấn rôm có bắt nắng hay không? Nếu hỏi đến đây thì có nhiều người cười và nói rằng phấn rôm dùng để hạn chế tình trạng hâm bẹn cho trẻ, có bao giờ đem ra phơi nắng đâu mà hỏi có bắt nắng hay không. Không phải nói về vấn đề đó bạn nhé, mà chúng ta đang bàn ở đây là phấn rôm để trang điểm, là các bạn dùng phấn rôm của em bé để trang điểm trên da của mình á. Thì các bạn hỏi rằng có bắt nắng hay không? Câu trả lời là có. Bởi vì sao? Phấn rôm như Trang đã nói ở trên, bản thành phần của nó không có chất chống nắng, cho nên là bắt nắng là điều tất nhiên. Và bắt nắng rất là dữ dội nữa, cho nên bạn nào muốn sử dụng phấn rôm thì trước đó thoa kem chống nắng trước cho Trang, sau đó thì trang điểm rồi phủ phấn rôm lên, làm gì thì làm, thoa kem chống nắng trước. Đó là điều vô cùng quan trọng. Phần thứ ba, tác hại khôn lường của phấn rôm đối với da mặt của các bạn. Những bạn nào có ý định sử dụng phấn rôm để trang điểm thì Trang khuyên các bạn đừng bao giờ dùng bạn nhé. Bởi vì sao? Bởi vì phấn rôm đã ghi rõ trên cái bản thành phần hướng dẫn sử dụng đó. Người ta đã nhắn các bạn rằng là không sử dụng cho vùng da mặt, không sử dụng lên cái vùng da quanh mắt mà chúng ta lấy đi trang điểm, thì có phải chúng ta làm ngược lại cái lời dặn của nhà sản xuất hay không? Và tất nhiên hậu quả trên da của các bạn như thế nào thì chúng ta tự gánh chịu hết. Chứ người ta đâu có khuyên bạn là dùng phấn rôm để trang điểm, để hút ẩm và kiểm soát dầu nhờn tốt cho da, hoàn toàn không có vấn đề đó. Chúng ta thường tự ý sử dụng và biến chế để mang đến cái làn da như chúng ta mong muốn thôi. Như vậy các bạn đã thấy được cái hậu quả rồi nhé. Chưa kể đến lúc mà bạn dùng phấn rôm để phủ lên da mặt trang điểm mà các bạn không có thoa kem chống nắng thì các bạn nghĩ làn da của mình như thế nào? Sẽ bị hủy hoại một cách nhanh chóng, hoặc đơn giản là những cái bụi phấn li ti bạn đánh lên mặt đó, nó bạn sẽ hít vào bên trong, lâu ngày nó sẽ dẫn đến các bệnh về viêm phổi, ung thư phổi nữa, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của mình hay không? Cực kỳ ảnh hưởng. Bởi vì cái bột tan có trong phấn rôm đó nó không tan trong nước, bạn dùng trực tiếp lên da nữa thì dầu nhờn nó ra, nó cuốn lấy em đó, nó quấn lấy em và rất là thích, bởi vì hai người nó cùng chung một hoàn cảnh mà sẽ cuốn vào bên trong cái lỗ chân lông của bạn, và lúc này nó bị tắc kẽn, lỗ chân lông mở to hơn, mở ngày càng to hơn, giãn nở lỗ chân lông nữa, là làm suy yếu làn da. Kèm theo đó là vi khuẩn tấn công vào và hình thành nên mụn, có phải là xấu cho da của mình hay không? Cho nên tuyệt đối không dùng để trang điểm hay là dùng lên da mặt, chỉ sử dụng ở phần bẹn hoặc là phần mông
để hạn chế hút ẩm cho bé thôi. Nhớ là đối với các bé gái không cho phóng gương vào trực tiếp âm hộ của bé bạn nhé. Các bạn cứ nghĩ như vậy là sẽ hút ẩm, là khô thoáng và bảo vệ cho con tốt nhất, ngăn ngừa hâm. Nhưng mà không phải đâu, bạn càng vỗ vào bên trong đó, bạn càng tho ngoài cái lớp âm đạo của con đó, nó sẽ thấm về sau, về dần sẽ dẫn đến ung thư cổ tử cung. Cho nên cực kỳ nguy hiểm, không nên sử dụng như vậy. Chúng ta chỉ sử dụng ở bên ngoài da, có nghĩa là hai phần bẹn nè, hoặc là phần mông của bé, tránh xa những phần đó giúp chen. Như vậy thì sẽ giúp cho các bạn chăm sóc con yêu một cách tốt hơn, cũng như đã có được kiến thức cho mình về việc sử dụng phấn rôm. Và lưu ý không sử dụng phấn rôm trong trang điểm ngay từ hôm nay khi đã xem video này. Đó là những kiến thức chuyên môn Trang muốn gửi đến tất cả các bạn. Còn việc các bạn nói rằng nó tốt cho da của mình, các bạn cứ sử dụng đi. Đó là điều mà Trang không bao giờ cãi lại các bạn rồi. Nếu các bạn thấy video ngày hôm nay có ích cho mình thì đừng quên để lại một like cho Trang nhé. Đừng quên bấm nút đăng ký theo dõi kênh của Trang. Và nhớ là bật chuông thông báo để nhận được những video sớm nhất từ Trang. Và địa chỉ website chính thức của Trang bạn có thể lên Google tìm kiếm Nguyễn Thị Thùy Trang .com hoặc là Dược sĩ Trang Nguyễn hoặc là Dược sĩ Thùy Trang. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.